để em đã đưa ra cái chủ đề xong anh phân tích một phần nhạc đúng rồi, chính xác rồi anh. Đúng rồi, em thấy cái điều mà cái dòng nhạc đó mà phổ biến là em hoàn toàn không đồng ý. Em chỉ nghĩ thế này nè, cái dòng nhạc đó ai thích hát thì hát thì ok cho dạ, hát, nhưng mà không được cho thi, không nhạc, được cho thi, không được phổ biến. Ao làng, anh phải khẳng định nhạc đấy, nhạc ao làng nếu mà muốn phát triển cái văn hóa xã hội của Việt Nam thì phải hòa nhập cái nhạc quốc tế, chứ còn cái nhạc đấy thì ao làng nhưng mà đề cập nó quá đáng. Không có nhạc gì. Cái nhạc bolero thì mình nghĩ này, cái nhạc bolero nó mang chất là chỉ thưởng thức thôi, nó không mang chất được quốc hồn quốc túy dân tộc, bởi vì nhạc bolero là nhạc quốc hồn quốc túy dân tộc, nó là nhạc nhạc dân ca hoặc là nó là nhạc dân gian đương đại, nó là mang tính chất bản chất dân tộc, không phải không? Nhạc dân gian đương đại hoặc là hoặc là dân ca thì nó mới mang được quốc hồn quốc túy, đúng vậy. Còn bolero là nhạc nó du nhập vào nó mang chất là giải trí thôi, cho nên cũng nên ý là phải. Lại nói chuyện anh Chu Phan và Bùi Tùng, nhắc đến nhạc bolero thì lại nói đến xây cái nhà hát opera Thủ Thiêm ấy, thì cái bọn ba que mấy bọn ấy nó lên nó phản đối kịch liệt, thì cái đó mới là cái đẳng cấp thì lại phản đối được kịch liệt. Nhưng bây giờ mà xây một cái nhà hát cho bolero thì chúng nó ủng hộ hoàn toàn, tại vì cái truyền thông của chúng ta vẫn hơi yếu thật về các khoản đấy. Với lại hai nữa là tiện nói đây thì nói về những cái báo chí rồi một cái số văn hóa ở trong đấy, bây giờ không phải là mình cái văn hóa nó khác vùng miền mình nhận xét thì nó hơi gập ghềnh, thế nhưng đại loại nhiều những cái du nhập ở trong đấy bây giờ họ muốn là tôn vinh những cái mà kiểu như xính ngoại quá, không mà bỏ cái yếu tố dân tộc. Thôi nói chung là vấn đề nhạc hòa thì dân tộc thôi. Dạ anh nói. Vấn đề nhạc hòa theo mình nghĩ là Bộ Văn hóa mới làm rồi quản lý vấn đề tác phẩm, rồi vấn đề nhạc hòa, vấn đề tư tưởng hơi kém. Đây là vấn đề. Vấn đề quản lý cho những một số chùm truyền thông nó bắt người nghe phải xem những cái không đáng xem, không đáng nghe. Nói chung là nó có cái giải trí nhất thời nhưng không có mang tính giáo dục. Anh nhận không? Đúng rồi. Nó chỉ mang chất giáo dục, nó thì anh nói là rằng bolero chỉ mang chất giải trí thôi, chứ không mang tính chất quốc hội quốc quý dân tộc. Không anh nói cái giới nghệ sĩ showbiz ở trong miền Bắc, ở ngoài miền Bắc này thì họ không có theo phe theo cánh nào hết, tự họ tự lập theo tài năng của họ, nhưng ở trong đấy gần như là phải theo một cái quỹ đạo, đúng như trong đấy là phải chùm truyền thông nó bắt anh theo quỹ đạo là phải theo. Chứ còn nếu trong mà... nhà này thì trong Sài Gòn là anh muốn làm ca sĩ, anh muốn nổi tiếng là phải qua cái công ty hoặc qua cái sự môi giới ga lăng mới được lên được. Nó ga lăng còn mà lệch quỹ đạo là mãi mãi không lên được, có tài năng chả lên được. Đúng rồi. Đúng rồi. Anh có tài năng mà không bảo quỹ đạo ga lăng xe là anh không lên được. Trong này nó vậy. Chứ ví dụ ngoài Bắc làm gì có nghệ sĩ cô đơn, hoặc làm gì có nghệ sĩ mà về già là không có ai đi nơi đứng tựa như trong Sài Gòn đâu. Trong Sài Gòn rất là nhiều. Có mấy trăm người nghệ sĩ về nhà là cô đơn, sống về vào nương tựa vào nhà chùa, nhà thờ để vào các viện dưỡng lão ở. Người Bắc nghệ sĩ thật chân chính lắm, đến tuổi nào ta làm nghệ sĩ, tuổi nào ta phải xây dựng gia đình, đến tuổi nào ta về hưu ta rất là cơ bản. Không có trong Sài Gòn trong các tỉnh phía Nam là chủ yếu nghệ sĩ là có người có tài năng, có người thực sự tôi cống hiến cho nghệ thuật và văn học, nghệ thuật cho đất nước, nhưng cũng có người thì sinh ra lớn lên một ga lăng trên nó nổi trội trong thời gian nó chìm mà nó như vậy nó cái quy luật của hoạt động nó khác với Bắc mình chứ. Nói chung là em cảm nhận, em thấy là cần lắm là cái việc mà phải xây dựng lại về cái khuôn thước về văn hóa, về nghệ thuật trong đây mới được mấy anh ơi. Cái công tác tổ chức này, công tác đào tạo, huấn luyện các nghệ sĩ như thế nào, hay là cái văn hóa trước công chúng, trước đại chúng, em nghĩ là phải làm lại hết. Làm lại từ đầu hết chứ không được. Và cái thứ hai là mấy ông trùm truyền thông á, là bây giờ đến em nghĩ là nhà nước phải quản lý chứ không để cho họ mà truyền thông mà họ có thể có sức mà họ tác động quần chúng, là em thấy là không ổn. Mình thấy không ổn chỗ này này. Những cuộc thi đa số là người dẫn chương trình với lại
với lại MC người dẫn chương trình, với lại nhị sĩ hài lên chấm thi về 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 nhạc họa là mình thấy không có đúng. Biết sao nghệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ nổi tiếng mà không được đi làm giám khảo cuộc thi đó, mà thậm chí là MC cũng đi làm chấm thi, rồi những ca sĩ còn đang hát cũng làm chấm thi. Cái đấy nhường là chấm thi, nhường những nghệ sĩ ta là về hưu rồi ta làm lấy việc ta làm cho nó vui vui nhà. Còn những người đang đi hát có show có kiếm sống được thì nhường cho cái việc những người đó phải không? Rồi những người MC, những người hài là không nên nhảy vào lĩnh vực ca nhạc, không nên nhảy vào lĩnh vực tức là thi giọng hát. Nó nhớ vậy. Rồi nhiều anh chị cái lương đi thân, nhiều anh chị cái lương đi thân chấm 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 cả nhạc, chấm là nhạc bolo, chấm nhạc các loại là nhạc đó. Nhiều người MC cũng đi chấm. Tất nhiên chấm thì mình chấm được, người ta chấm được, mình không nói trình độ, nhưng mà tại sao bao người có chuyên môn, người ta đã thành danh là nghệ sĩ rồi, ta đóng góp cho họ bao nhiêu, người ta lúc về hưu rồi, lúc về nhà cũng đi biểu diễn thì cho ta làm ban giám khảo cho cuộc sống ta đã thiên nhạc. Có những người đang đi biểu diễn được danh hài, với những người MC đang đi diễn hài được, đang đi diễn được, hoặc là có những người đang hát được, người ta đi hát. Còn chấm thi đến những người ta đã thành danh thì ta chấm. Ví dụ vậy. Không có chuyên môn thì chấm thường về cảm xúc, mà thậm chí còn mua bán giải là có sự thật cái gì nữa. Đúng rồi. Nó có lông cung cho nó. Rất nhiều nghệ sĩ các đoàn nghệ thuật là người ta thành danh nhưng thì ta công nhận giọng hát ta nhận đến lúc về già rồi về hưu thì không cho chấm thi, đưa nghệ sĩ cải lương qua chấm lên bên ca nhạc, chấm đi rồi rồi đưa MC lên, với lại đưa mấy người hài diễn hài lên thì chấm. Tôi cũng hiểu nó làm ăn sao, giảng viên dạy thanh không. Nhạc các kiểu đầy ấy, thì người ta mới có chuyên môn, là người nào có tiềm năng, người nào có nội lực vào, còn kia là hát theo cảm xúc. Đúng rồi. Em nói cái giải mà bà Hằng bà Tố cái giải ấy là đúng đấy, vì cái đợt mà có cái giải nhất với giải nhì, cái thằng nó chuyên môn về hát bolero thì lại cho nó đi hát nhạc trẻ để nó mất cái lợi thế. Em nói cái giải đấy là đúng, là bà nói là muốn cho thằng nào được, ví dụ anh Chu Phan giỏi về hát chèo, em giỏi về nhạc trẻ, thế khi vào chung kết lại cho nhạc trẻ thì anh Chu Phan có hát chèo giỏi đến mấy thì anh cũng thua em, đúng không? Xong đúng rồi. Này đắt giá những câu ấy thì lại cho em hát, còn những cái câu đệm cho anh hát, anh đã hát dở về nhạc trẻ, anh chỉ giỏi về chèo, nó không mang một cái bài trung lập ra, nó lại mang một bài thiên về nhạc trẻ thì em chả phải lợi thế hơn anh Chu Phan, phải không? Đó là những cái mà chúng nó làm không ổn ở chỗ này. Cái vụ mà gì đấy mà nó chả lùm xùm, cái thằng kia nó nói và nó viết lên các bài báo đưa lên lùm xùm lên đấy thôi. Nó lợi thế về cái nhạc này thì lại bắt nó phải hát nhạc của cái thằng kia, mà thằng kia hát dở thì lại vào đúng cái bài tủ của nó, xong lại dòng nạc nhạc tủ của nó. Thì cái anh Chu Phan có hát chèo giỏi đến mấy mà anh hát nhạc trẻ anh không thể nào mà đạt giải nhất được, đúng không? Đúng rồi. Không mang lại cái sự tài năng thực sự, mà nó kiểu như là mua giải bán giải là đúng có sự thật đấy. Người ta khán giả giờ nó họ thông minh lắm, họ nhận biết, họ hiểu biết. Ôi nhưng mà cuối cùng chung quy lại thì cũng vẫn lại phải quay lại chủ đề của bà Hằng một chút, mặc dù những cái lời nói của bà có những cái nếu mà ai không theo dõi nhiều coi, nhưng mà từ khi mà bà xảy ra drama thì bao nhiêu cái nghị quyết, bao nhiêu cái nghị định, bao nhiêu cái thông tư nó ra để mà chấn chỉnh các thứ là bà mang nặng rất nhiều cái, sau này nó sẽ có đi vào quỹ đạo phù hợp với anh Chu Phan. Thậm chí giờ những các thứ mà lên mạng ăn tục nói phét mấy cả vùng đất cấm vùng kiếp bây giờ thì đều phải dè chừng với khán giả hết, để có mấy cái hồi chuông cho khán giả họ không quá thần tượng đến mức u mê nữa. Thần tượng thì rất là bình thường vì nó là cái nhu cầu của người ta được thần tượng ai đó, nhưng mà không đến mức phải u mê đến mức mà người ta nói cái gì cũng là chân lý. Anh Chu Phan ạ, em thấy là nhiều cái mang lại rất là được. Cái chỗ chị Hàng ấy thì cái chuyện trái phải thì mình không biết, cái chuyện cống hiến xã hội thì mình không biết thì mình không nói, nhưng mà cái điều là cái lời nói của chị Hằng là nó như kiểu ngoài Bắc người gọi là làm ruộng, người ta gọi là vàng bờ cua góc ấy. Ví dụ mình không biết ai làm ruộng không, mình người làm ruộng mình ví là chị Hằng chỉ giống như kiểu là người khai trương ra cái công tác là làm vàng bờ cua góc, như chỗ nào mà
mà không ai đụng đến thì chị Hằng chỉ đụng vào. Cho nên là cái đúng cái sai thì tất nhiên chỉ có người trần bắt thiệt, mà chị chỉ là người dân thôi. Chị nói thì có nhiều cái cũng sai, nhưng mà mình thì nghĩ rằng cho dù mà chị sai nữa rồi chị dám nói có vậy thôi, chứ theo là mình nghĩ như vậy. Chị dám nói chị không sợ đụng chạm, nói như vậy thôi. Còn thì giới nghệ sĩ thì qua cái vụ này đụng độ chị Hằng mới biết là giới nghệ sĩ người ta cảm tưởng người ta có cái quyền năng rất là lớn, cảm tưởng như vậy. Việc này thì anh các chị nghệ sĩ thoái quá, nhưng khi một cái hồi chuông cảnh báo của chị lên thì tự nhiên là trước đây thần tượng 10 thì giờ vẫn thần tượng thì chỉ còn 7 phần 8, còn 2 phần sẽ có cái sự soi xét thêm, đúng không anh? Đúng rồi, tức là qua một việc dạng này thì các anh các chị nghệ sĩ thì cũng cần phải xem xét lại chính mình. Mình không nên để không nên là người dân là quý, khán giả là quý rồi, mình không nên là nói xong cái chuyện chị Hằng thì em cũng lại nói chuyện đến Trấn Thành cái vụ con mèo thì thôi, đấy là do báo chí nó thích quá hay là độc quyền hay gì, nhưng mà riêng cái bộ phim Bố Già ấy, khi mà thành công Việt Nam thì nói là khán giả Việt Nam xem, em tức nhất câu như này, khán giả Việt Nam xem cái phim Bố Già là do khán giả Việt Nam là có vấn đề. Đấy. Thế đến khi mà Mỹ nó ủng hộ công chiếu ở Mỹ thành công rực rỡ thì lại không nói người Mỹ có vấn đề mà lại khen người Mỹ thưởng thức phim này kia, em thấy nó bất công ở cái chỗ câu nói của nó. Em ghét thằng ấy ở cái từ cái câu, còn cái phim Bố Già thì em xem thì cũng được, chả có gì. Nhưng mà nó lại khi mà người Việt Nam ủng hộ thì nói là người Việt Nam có vấn đề mới xem phim Bố Già. Mà khi Mỹ xem nhiều thì nó lại nói cái kiểu như là bợ đít cái bọn Mỹ, nó lại không nói người Mỹ có vấn đề như người Việt Nam. Thế người ta bây giờ người Việt Nam xem là người Việt Nam có vấn đề, thế người Mỹ cũng xem như thế thì người Mỹ không có vấn đề. Ý là nó nói là cái tâm lý là giống như cái hoàn cảnh đấy thì mới xem phim đấy, anh hiểu không? Là đều người Việt Nam đều có vấn đề. Thế mà khi Mỹ nó xem nhiều thì nó lại không nói, thì nó lại bưng bô cho Mỹ. Em ghét thằng ấy từ cái phim Bố Già. Không phải ghét cái phim Bố Già mà ghét nó cái phim Bố Già mà nó thể hiện với người Việt Nam là có vấn đề mới xem phim Bố Già của nó. Đến khi nó công chiếu ở Mỹ thành công rực rỡ thì suốt ngày nó đăng status là bưng bô cho Mỹ. Em ghét là cái hai cái status giữa người Việt Nam với người Mỹ xem phim ấy.